Chào mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Rom đây. Trong clip này, mình chia sẻ mọi người về một bộ dao Nhật mà mình đã đặt hàng online. Hôm nay mình sẽ trên tay nhanh những con dao như thế này để xem chất lượng nó có tốt hay không, để mọi người có thể mua. Đây là một bộ dao gồm có 4 con. Mình đặt bộ có 4 con ha. Thì trong đó có một con dao lớn và ba con dao nhỏ và mỗi chức năng nhiệm vụ khác nhau. Khi mua bộ dao này thì mình sẽ được tặng kèm một chiếc tay mài dao như thế này. Thì nhìn sơ qua thì nó chỉ là đồ tặng thôi. Mặc dù có tiếng Nhật nhưng mình không tin tưởng nó với chất lượng sản phẩm của nó. Nó là Made in China của Trung Quốc ha. Mặc dù tiếng Nhật nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc thì vì ở đây gia công nó rẻ ha. Thì con dao cái loại này thì mài giúp chúng ta mài nó tiện hơn, tức là khi mà dao chúng ta cùn, chúng ta chỉ lấy dao miết vào giữa cái đường rãnh đó là khoảng 2 đến 3 cái là dao chúng ta sẽ sắc lại. Nhưng nó sẽ mau lụt hơn nếu mà chúng ta sử dụng cục đá mài chuyên dụng, đá mài mịn sẽ bền cho con dao của chúng ta hơn. Đây mình sẽ lấy là lượt 4 con ra với kích cỡ khác nhau. Đầu tiên mình sẽ mở cái con to nhất, đó là con dao chặt thịt, chặt xương. Đó, nó khi bằng thép không rỉ, siêu bền, lưỡi rất bén, lâu cùn để chặt xương và cán dao là bằng nhựa. Dao này của hãng Mitsubishi Nhật Bản và nhập khẩu phân phối công ty Phú Quý. Bộ dao này thì mình sẽ mở ra. Cảm giác đầu tiên của mình cầm là rất là khá là nặng ha. Tại vì con dao này nó làm rất là dày. Đó. Mà dù nó hơi ngắn ấy, cái cảm giác nếu mà chúng ta chặt thì nó không có lực lắm. Cán dao bằng nhựa mà chúng ta cảm giác nó khá là giống như gỗ vậy ấy. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào các cái chất thép ấy, nó hoàn thiện cũng chưa ok lắm mà nó vẫn có một cái lớp lởm khởm đó. Mình sẽ để qua một bên. Bên thứ hai là một con dao nhỏ hơn. Đúng rồi. Với cái đầu khá là tù, vuông vuông. Thì con dao này là dùng để thái rau. Có độ dài là 165mm. Mình thấy phần dao có ghi như tiếng Nhật đó mà mình không hiểu nó là cái gì. Thì con dao này cho cảm giác lần đầu tiên mình cầm lên là nó rất là nhẹ và nó mỏng hơn mình tưởng tượng ha. Lưỡi dao thì nó có cái độ đàn hồi. Mình sẽ thử độ sắc của nó bằng cách là cắt giấy. Cảm giác thì nó khá là mượt. Mặc dù là mình chưa mài gì hết, không nguyên trong nhà sản xuất ra như vậy. Đây là con dao thứ hai. Và tiếp tục mình sẽ tháo một con dao ra tiếp. Con dao nhỏ hơn và đầu nó nhọn. Đây, dao nhọn này thì phù hợp với chúng ta làm những cái việc nhẹ nhàng như thái rau củ rồi đó. Hay còn mình xấu quá, quay lên đây cũng có đẹp. Còn đây còn cái định phòng cư. Con này thì nhọn này. Thank you.
Và đến con dao cuối cùng mình review đó là một con dao rất là nhỏ. Con dao này dùng để lọc hoa quả. Ngày xưa nhà xài mấy con dao thái kiểu cung cung mua những cái con như nhỉ? 30 cung cắm. Đấy, dao thái đã có 5.000 cái rồi, đúng không? Vậy là mình đã mở hộp xong 4 con dao đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đầu tiên mình thấy là chất lượng nó khá là tốt, phù hợp với nhiều cái công việc trong gia đình nội trợ. Các bạn có thể mua cho mẹ, cho bà, cho chị để làm nội trợ, để nấu những món ăn ngon cho ta, tiện lợi hơn, đỡ mất thời gian. Nếu các bạn thấy clip hữu ích, hãy cho mình một like và share cho mọi người cùng biết nhé. À, bộ dao này mình mua với giá là 800.000 cả phí ship về. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.